Thì thưa đại chúng, hôm nay khi nhắc sơ lược về cái sự nghiệp về giữ gìn quê hương của vua Trần Nhân Tông, chúng tôi lướt sơ như vậy thì chúng ta lại tiếp tục thấy được cái tinh thần độc lập của nhà vua khi xuất gia. Vua độc lập để không bị phiền não vô minh chi phối, cho nên vua thành tựu quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Và sự độc lập đó lại tiến lên để mà lo cho dân, chính là tạo một cái thiền phái Việt Nam. Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử là thiền phái dung hợp ba dòng thiền sẵn có. Như chúng tôi đã nói, dòng thiền đầu tiên Tỳ Ni Đa Lu Di thì ảnh hưởng của thiền Ấn Độ. Thiền thứ hai là dòng thiền Vô Ngôn Thông thì ảnh hưởng Trung Quốc. Và dòng thiền thứ ba là dòng thiền Thảo Đường thì ảnh hưởng Chiêm Thành. Ba cái dòng thiền đó cũng không trọn vẹn, coi như là thích hợp với Việt Nam. Vì sau khi mà thành lập cái thiền phái Trúc Lâm Yên Tử rồi, thì nhà vua sẽ tích cực hướng dẫn cho những người Phật tử Việt Nam tu có tính cách thực tế hơn, tích cực hơn, và nhất là đề cao sự tu chứng. Và đặc biệt của thiền phái đời Trần là không phân biệt tại gia và xuất gia. Đó là cái đặc biệt. Và những tác phẩm sáng tác bằng chữ Nôm như Cư Trần Lạc Đạo Phú là cái phần sáng tác khi vua còn là cư sĩ. Và Đắc Thú Lâm Tuyền Ca là phần sáng tác thi văn bằng chữ Nôm ở cương vị một người xuất gia. Đắc Thú Lâm Tuyền Ca tương đương với chứng đạo ca của Vĩnh Gia Huyền Giác. Thì đây là những cái tác phẩm bằng chữ Nôm rất được trân quý và giữ gìn qua nhiều thế hệ. Và những vị học giả đã tán thán đây là mặt nổi bật nhất trong sự nghiệp văn hóa của Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Và khi xuất gia và đã dựng lập nên dòng thiền đặc biệt Việt Nam này, thì vua bắt đầu đi khắp nơi trong dân gian khuyến hóa dân giữ năm giới, rồi khuyến hóa dân tu 10 điều lành. Mấy quý đệ biết năm giới là không sát sanh. Nhưng để thành 10 điều lành thì không sát sanh là một, nhưng mà cộng thêm một giới nữa là phải phóng sanh. Coi như là giữ gìn sanh mạng của chúng sanh. Rồi không sát, không trộm, thì không những không trộm, rồi phải thêm một giới nữa là phải thường bố thí. Chứ đôi khi mình nói, tôi đâu có trộm của ai, rồi thôi. Nhưng mà chưa bao giờ mình rộng rãi đi giúp đỡ ai cái gì. Nhưng mà nếu tu 10 điều lành thì bắt buộc vừa không trộm mà vừa phải bố thí. Tới đây chúng tôi cũng bổ sung nha, có những người tu thế này, quý vị đánh giá như thế nào? Sẽ rất rộng rãi đi bố thí nhưng vẫn trộm. Thì nghĩ sao? Phải giữ giới không? Xin cho ý kiến, ai nghĩ rằng như vậy cũng giữ được một giới là bố thí, xin giơ tay lên. Thưa đại chúng, có một câu chuyện rất là vui ở đây nè. Câu chuyện gọi là cái giường của tên tướng cướp. Sẵn đây cũng kể quý vị nghe. Có một nhóm ăn cướp chủ trương là lấy của nhà giàu cho nhà nghèo. Cho nên những người nghĩ rằng mình nghèo cũng thích lắm. Thôi cho nó ăn cướp đi, rồi nó lấy của người giàu, nó cho nhà nghèo cũng tốt quá. Nhưng mà có một điều mà sau này nghèo giàu gì cũng lo sợ hết, là sau khi chiến thắng rồi, đi ăn trộm mà được thành công rồi, thì cái vị chủ soái đó có một niềm vui là kéo một số người lên doanh trại. Và khi kéo như vậy, không kể giàu nghèo, kéo về doanh trại để mà tổ chức ăn mừng chiến thắng. Và những người kéo theo lên doanh trại không kể giàu nghèo bắt đầu lo lắng. Vì trước nhất tất cả được quỳ đó, ngồi chờ
cái chủ soái mà ăn trộm này, cùng ăn cướp này, cùng với những người đồ đệ nhậu nhẹt cho say sưa để ăn mừng trước. Rồi bắt đầu bao giờ cũng có một trò chơi, đem cái giường mà hằng ngày vị chủ tướng ăn cướp này thường nằm để ra giữa cái sân mà bàn tiệc đó, và lần lượt cho từng người lên cái giường. Nếu người nào cái chân dài hơn cái vị tướng soái thì cái chân đó được chặt bỏ. Nhưng nếu mà đưa lên cái giường đó mà cái đầu dài hơn thì chặt qua cái đầu. Và coi như đó là một trò chơi đối với những người cao hơn cái vị mà coi như là tướng cướp. Nhưng nếu thấy lên cái giường một người thấp cho nên nằm nó thiếu thứ tấc thì sao? Cũng có một trò chơi đặc biệt là những cái tên cướp mà đang say sưa bắt đầu nắm một đầu của nạn nhân và kéo chừng nào cho nó dài ra bằng chiếc giường. Thưa đại chúng, có khi nào kéo ra được đâu, chỉ có chết thôi. Cho nên dần dần cái gọi là cái bọn cướp mà đưa ý kiến là lấy của nhà giàu cho nhà nghèo, không có ai dám mừng nữa. Không có ai mơ mộng thì chắc thôi ăn cướp rồi mình được chia của. Chuyện đó chưa có. Mà chắc chắn những người nghèo cũng bị khổ đau. Câu chuyện nghe như vậy, dĩ nhiên chúng ta có thích bữa nào gặp được cái buổi tiệc đó không, thưa đại chúng? Đầy sợ hãi phải không? Nhưng câu chuyện còn được triển khai ở góc độ khác, là trong cuộc sống chúng ta cũng ác giống như tướng cướp vậy đó. Mình sẽ lấy ý kiến của mình, và người nào mà không giống ý kiến của mình là mình thanh toán hết. Thí dụ như mình bắt đầu là người hà tiện, thì ai là người xài hơn là mình có thích người đó không? Nói không, tôi không bao giờ thích cái người mà kêu bằng ăn xài quá lớn lao. Rồi nếu mình là cái người mà kỹ tánh, mà người nào đó ẩu một chút mình có thích hơn? Không luôn, mình thanh toán luôn. Thì tóm lại mình sẽ đem cái chiếc giường vọng tưởng nghiệp chướng của mình để mà mình rà soát người chung quanh. Và bất cứ cỡ nào mình cũng không phải là đối tượng mà coi như là thần tượng đâu, mà đều là nạn nhân của cái tâm so sánh vọng chấp của mình. Cái câu ca dao của Việt Nam thường nói là gì? Ở rộng thì cười, mà ở hẹp người chê đó. Ở rộng người cười, tức là giàu có rộng rãi. Có khi không giàu mà rộng rãi thì cũng bị cười. Nhưng mà nếu mà ở hẹp có vẻ tính toán kỹ quá, vì mình tài chánh cũng có hạn, thì sẽ bị chê là bỏn sẻn, là không được coi như là phong độ, là sang trọng. Thì tóm lại với cái giường đó thì chúng ta hiểu là không thể nào mình thích được. Đó là ý của chúng tôi. Nhưng mà bây giờ phải hỏi đích thân quý vị, ai thích cái giường của tên tướng cướp xin giơ tay lên. Ai thích không? Sẽ được đưa lên cái giường đó thử không? Cái người mà hy vọng mà vừa bằng cái vị chủ tướng đó hiếm có lắm. Cũng như trong cuộc sống mình tìm thử coi, có ai vừa ý mình đâu. Cuộc hôn nhân là chọn cái người hợp ý mình nhất đó. Nhưng mà sau hôn nhân rồi có phải là trăm năm lúc nào cũng vui vẻ không, thưa đại chúng? Điều đó quá kinh nghiệm rồi. Cho nên chúng ta biết là mỗi người một nghiệp, mỗi người một ý. Cho nên là coi như là không bao giờ có sự hoàn toàn giống nhau. Nếu chúng ta lấy cái hoàn toàn giống nhau đó là tiêu chuẩn sống thì mình sẽ là người tự đau khổ và gây đau khổ cho người. Quay trở lại, vậy giới thứ hai là không trộm cắp mà bố thí. Thì hôm nay xin quý vị nhớ cho điều này. Nhiều khi mình sẽ dễ bố thí lắm nhưng mà mình lại trộm thì không phải là tốt hoàn toàn. Nhớ phải hai điều. Rồi, sát đạo dâm, tà dâm. Không tà dâm mà còn tán thán những cái sự trinh bạch thủy chung. Rồi, nói dối. Không nói dối mà còn nói đúng sự thật nè.
nói cái lời hiền lành nè, nói cái lời không có mang tính cách chia rẽ. Quý vị có biết có những cách nói chuyện sẽ chia rẽ không? Đem chuyện người này nói cho người kia, làm cho hai bên sẽ mít lòng nhau, thì đó là nói mang tính chất chia rẽ. Và quý vị có biết cái hậu quả của chia rẽ là gì không? À, có một câu chuyện là mình sẽ sống trong cái cảnh hay đấu tranh và gia đình sẽ không có được hòa hợp. Chưa kể một cái hậu quả lớn nhất mà chúng ta cũng dè dặt, chính là chúng ta sẽ dễ bị cô độc lắm. Giữa bạn bè mình cũng không có bạn, giữa trong cuộc sống thường mình bị cô đơn. À, rồi cái cuối cùng là phải nói đúng chân lý. Và tiếp theo là gì nữa? Giới uống rượu là liên quan tới trí tuệ. Mình sẽ không có uống rượu mà còn học hỏi và hành trì để nuôi dưỡng phần trí tuệ của mình. Thưa đại chúng, sau khi mà xuất gia chứng đạo rồi, vua Trần Nhân Tông đã đi khắp nhân gian để khích lệ dân. Dân Việt Nam một thời đã rất là tốt đẹp như vậy. Và những cái hủ tục mê tín dị đoan ở trong dân cũng được vua khích lệ dẹp bỏ. Cho nên con người và cuộc sống một thời dưới sự cai trị của những bậc minh quân rất là thanh bình, rất là an vui. Nước Việt Nam đã có những thời gian ngủ không cần đóng cửa. Quý cô đệ nhớ thời gian đó không? Chúng tôi nhớ khoảng trước năm 1960. Trong cuộc sống mình không sợ cái trộm cướp nhiều như sau này. Cho nên về sau, chính cái sự phát triển của xã hội, nó mang nhiều cái quyền lợi, nó mang nhiều cái sự hưởng thụ, mà con người cái đạo đức không được học kỹ sẽ bị lôi cuốn bởi tham sân si, cho nên nhiều tội ác xảy ra. Hôm nay quý vị thấy đó, sau khi cell phone được quảng cáo từ iPhone 4 rồi tới iPhone 5 rồi tới 6, thì hôm nay chuyện gì xảy ra? Có những người đứng trên lề đường trước cửa nhà mình cầm phone nghe. Chưa an toàn đâu. Một cái xe sẽ vụt qua và có thể giật chạy. Chưa kể có khi ngồi trên xe đang chạy mà có những người ngồi phía sau mở phone ra nghe. Thì sao? Cốp nó cũng giật tài sản mà nó cũng đạp cho té dưới xe, mà té xuống có khi cũng chết. Cho nên chúng ta thấy nghĩa là cái tình trạng mà khi dân không được giáo hóa về đạo đức thì xã hội rất là loạn lạc. Trộm cướp, tai nạn xảy ra không thể tưởng tượng. Thì thưa đại chúng, chúng ta thấy được cái chiều sâu đạo đức của vua đã tạo một đất nước thái bình, an lạc bằng chính giáo hóa đạo đức cho dân. Và cái sự giáo hóa này chính là giúp cho người dân không bị tham sân si là ba độc chi phối. Cũng là một cái tính chất giúp cho dân được độc lập giải thoát. Độc lập trở về với cái tâm lành thiện của mình và giải thoát khỏi sự trói buộc, nô lệ đối với tham sân si. Và nếu cái tầng cao hơn nữa chính là vua giáo hóa cho những người hữu duyên nhận được kho báu sẵn có của mình để chuyển hóa tất cả vọng tâm, tất cả vô minh phiền não thành chân tâm Phật tánh thanh tịnh an vui, biến cõi thế gian vô thường thành cõi Phật an vui ngay hiện tại. Thưa đại chúng, đó là cái năng lực rất là đặc biệt một đời của Sơ Tổ Trúc Lâm Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Mấy quý đệ có nhớ Phật Hoàng Viên Tịch bao nhiêu tuổi không? Theo lịch sử, 16 tuổi được cử làm Hoàng Thái Tử, 21 tuổi lên làm vua. Phải
giải quyết nhiều khó khăn cho đất nước quê hương. Và sau khi chiến thắng hai trận giặc oanh liệt rồi thì vua bắt đầu tuyên bố nhường ngôi cho con vào năm 35 tuổi. Với những cái tuổi này chúng tôi tự đặt cho tất cả chúng ta, liệu trong khi chúng ta đang thành công chiến thắng như vậy, chúng ta có từ bỏ cái dục lạc vi diệu của hoàng gia để mà truyền ngôi cho con không? Đó, cho nên chúng ta thấy con người của vua Trần Nhân Tông, Sơ Tổ Trúc Lâm đã là con người ly dục, không bị tham dục chi phối từ khi còn rất trẻ. Cho nên 16 tuổi được phong hoàng thái tử mà muốn xuất gia, mà không những như vậy còn gọi là vượt thành để lên núi Yên Tử trốn đi xuất gia thật sự. Rồi khi phải trở về thì làm vua cũng mới 14 năm, 35 tuổi đã nhường ngôi cho con. Nhưng chúng ta phải học luôn một cái phần quan trọng là con người đầy trách nhiệm. Tuy không muốn làm vua, rất muốn xuất gia, truyền ngôi cho con rồi vẫn tiếp tục làm tròn bổn phận một lần nữa ở ngôi vị Thái Thượng Hoàng để đào tạo vị vua trẻ là Trần Anh Tông trở thành một bậc minh quân đủ tài đức để mà lo cho dân cho nước. Lúc đó mới hoàn thành tất cả bổn phận đối với thế gian để bước vào con đường xuất gia. Và khi xuất gia rồi thì thưa đại chúng, xuất gia 41 tuổi, chứng quả vô thượng bồ đề để được tôn là Giác Hoàng, tức là vị vua giác ngộ. Thì vua hết sức là tích cực để giáo hóa cho dân cái đạo đức trí tuệ của Phật. Nhưng chỉ đến 51 tuổi, Sơ Tổ Viên Tịch xuất gia 41 và 51 tuổi thì viên tịch. Tới đây chúng ta thấy được cái trí tuệ của Sơ Tổ khi viên tịch. Mấy quý đệ có nhớ bài kệ mà Sơ Tổ để lại không? Sơ Tổ đã đọc bài kệ trong Kinh Hoa Nghiêm: các pháp chưa từng sanh, các pháp chưa từng diệt, ai hay biết được như vậy thì chư Phật thường hiện tiền. Đó là bốn câu kệ. Và cái phần kiến giải của nhà vua cũng là của Tổ là: nào có đến đi gì đâu. Nghĩa là sao? Nếu chúng ta có được trí tuệ bát nhã để thấy các pháp chưa từng sanh, các pháp chưa từng diệt, mà các pháp trong giờ phút đó là cái gì? Chính là thân tứ đại của chúng ta chưa từng được sanh ra và chưa từng hôm nay gọi là chết đi. Với con mắt thế gian thì chúng ta thấy mình có sanh ra, mà chính vì mình thấy mình có sanh cho nên mình phải chịu có khổ của tử. Còn những bậc trí tuệ giác ngộ sẽ thấy sanh ra là đủ duyên có mặt, chưa thật sanh, và chết là hết duyên thì nó ly tán, chưa thật diệt, không phải thật diệt. Vì cái thân này đủ duyên thì hợp và hết duyên nó tan. Giống như đủ duyên quý vị thấy bình hoa, nhưng mà hết duyên đã từng phần ra thì bình hoa mất. Nào có bình hoa mới sanh rồi bình hoa chết, cũng như nào có chuyện mình đã sanh và bây giờ là giờ gọi là bước qua cửa tử. Đó, cái trí tuệ bát nhã nó giúp chúng ta như vậy ra khỏi khổ đau. Mà không phải chỉ có khổ đau khi chết đâu, mà hàng ngày khi gặp việc chúng ta đừng có chấp các pháp không thật thì chúng ta sẽ không có phiền muộn, không đau khổ. Giống như vừa qua kinh tế suy thoái, có nhiều người mất nhà. Nếu người nào thấy cái nhà là thật thì mất là thật, sẽ khổ thật.
Nhưng mà nếu người nào thấy có nhà là một duyên tốt thì nó có cái nhà. Bây giờ cái duyên nó không tốt thì thôi, bái bai cái nhà. Nhẹ nhàng như vậy thì người đó không đau khổ. Nhưng mà xin hỏi thật quý vị, nếu chúng ta là người mất nhà, ai không khổ giơ tay lên? Thôi giờ ai khổ xin giơ tay lên. Ai khổ xin giơ tay lên. Nhưng mà khổ là mình đang phải suy nghĩ chỗ này đó. Đủ duyên thì có, mà hết duyên thì hết. Và khi nhắc bài kệ đó rồi thì tổ còn nói, ai mà hay biết, có nghĩa là chứng biết được điều này, chưa từng sanh thật, chưa từng chết thật, thì chư Phật thường hiện tiền, người đó sẽ luôn luôn an vui giải thoát. Còn không mình khổ đau lắm, mình sẽ đi vào luân hồi sanh tử. Và phần cuối cùng chúng ta vẫn phải nhớ để mà học, chính là nào có đến đi gì đâu. Không có đến, không có đi, không có được, không có mất. Hôm nay nếu chúng ta được ai khen cái mình nói, đó hôm nay tôi được khen nhân bà. Thì bữa nào có ai chê thì mình sẽ về mình phiền não. Mình sẽ nói trời ơi hôm nay sao xui quá, toàn là bị chê không. Mình sẽ thấy nó là thật. Nhưng mà khen cũng là tùy duyên, mà chê cũng là tùy duyên. Thì tâm mình luôn luôn bất động an vui. Mấy quý đệ thích vậy không? Hay mình sẽ đọc một bài thơ của dân gian là thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt. Mình sẽ chọn cách nào thường được an vui. Ai thích điều này, không chê không khen, hay nói hẳn chê khen bất động là một kiểu nha. Kiểu thứ hai là thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt. Thà tôi chờ có ai khen để tôi cảm thấy đời hạnh phúc trước, rồi chợt tắt có nghĩa là chê rồi tôi khổ rồi tính sao. Ai chọn cách thứ nhất xin giơ tay lên. Cách thứ nhất khen ghê, tập bất động. Vậy đó nha. Và một cái bài kệ của Thiền Phái Trúc Lâm rất hay, xin gửi tặng đại chúng là: Yên tử non cao, chư tổ mồi đèn truyền tâm ấn. Trúc Lâm rừng vắng, điều ngự nối đuốc lập tâm phong. Xin mời để chúng cùng đọc với chúng tôi ba lần nha. Yên tử non cao. Yên tử non cao. Yên tử non cao. Chư tổ mồi đèn truyền tâm ấn. Chư tổ mồi đèn truyền tâm ấn. Chư tổ mồi đèn truyền tâm ấn. Đèn ở đâu mà mồi? Xin đặt đại chúng hả? Đèn nào? Đèn tâm mà từ tâm Phật á, mồi lại cho mình. Yên tử non cao. Yên tử non cao. Chư tổ mồi đèn truyền tâm ấn. Chư tổ mồi đèn truyền tâm ấn. Trúc Lâm rừng vắng. Trúc Lâm rừng vắng. Điều ngự nối đuốc lập tâm phong. Đó, mấy quý đệ thấy hay không? Trên yên tử thì chư tổ đã mồi đèn để truyền tâm ấn, cho nên có nhiều vị tổ ngộ đạo ở trên non yên tử. Và đó là lý do tại sao những vị vua đời trần khi xuất gia đều về núi yên tử, cái nơi tập trung nhiều bậc thánh tăng. Rồi đến Trúc Lâm là rừng vắng, nơi đó vắng vẻ lắm. Có dịp quý vị đi, trừ những cái ngày lễ hội, còn bình thường đường rất là vắng vẻ, là rừng núi hoang sơ. Điều ngự là điều ngự giác hoàng Trần Nhân Tông đã nối đuốc. Ngài cũng là người được truyền tâm ấn, được ngộ đạo, mà Ngài nối đuốc để cho người sau. Qua cái chuyện lập cái tông phong Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử, để cho mọi người đều thắp sáng được ngọn đèn tâm của mình. Và vừa qua chúng tôi đã nói sơ lược về cái lịch sử của vua Trần Nhân Tông. Và bây giờ chúng ta sẽ thấy cái
trí tuệ của sơ tổ khi chủ trương thiền phái Trúc Lâm thì thứ nhất, theo lời chỉ dạy của Hòa Thượng Ân Sư Thích Thanh Từ thì chúng ta biết rằng chủ trương của thiền phái Trúc Lâm thứ nhất là phương pháp tu rất là thực tế, và thứ hai là tinh thần nhập thế rất là tích cực. Đó, nhiều điều nhưng mà chúng ta học hai điều đó trước. Phương pháp tu thực tế, Hòa Thượng Ân Sư Thích Thanh Từ dạy rằng Phật giáo đời trần chủ trương tức tâm tức Phật. Chủ trương này chúng ta thấy khiến cho việc tu không còn mong cầu Phật bên ngoài, mà quay lại mỗi người quán chiếu cái tâm của mình. Khi tâm mê thì chúng ta là chúng sanh. Khi tâm mình giác ngộ thì mình chính là Phật, mình đang làm Phật trong cái giây phút cái tâm giác ngộ. Phật chẳng ở đâu xa mà ngay nơi tâm mình. Khéo tu lóng lặng cái tâm mê thì cái tánh giác được hiện bày. Tu rất là thiết thực như vậy. Chúng ta nghe một bài kệ của tổ dạy rằng muôn nghiệp lặng, an nhàn thể tánh, nửa ngày rồi tự tại thân tâm. Có nghĩa là trong khi làm Thái Thượng Hoàng, Thái Thượng Hoàng Trần Nhân Tông buổi sáng thì lo việc triều đình, buổi chiều được nghỉ ngơi. Nhưng mà giữa chốn triều đình rất là nhiều điều quan trọng và rất là nhiều tranh cãi, đấu tranh, thì vua lúc nào cũng giữ tâm được tĩnh lặng. Cho nên Thái Thượng Hoàng nói rằng muôn nghiệp lặng, cho nên an nhàn thể tánh, cái tâm của Ngài luôn luôn an và luôn luôn nhàn. Đã, còn chúng ta thì sao? Hôm nay mình thấy mình có làm lớn gì, lo việc cho dữ dội gì không? Không, chỉ lo cái bản thân mình và trong gia đình vài người thôi. Nhưng mà sao muôn nghiệp nó không chịu lặng mà nó nổi lên dữ dội quá, thì như vậy chúng ta cần phải biết để mà điều phục. Làm sao cho nghiệp lặng xuống? Để quý vị biết làm sao cho nghiệp lặng. Có người nói con cũng muốn nghiệp con lặng lắm, nhưng mà nó đâu có lặng nổi đâu, nó sóng gió ba đào nổi lên. Thì đây chỗ nguyên tắc của nhà thiền, làm sao cho cái nghiệp mình nó lặng xuống, để cho cái an nhàn thể tánh, cái tánh Phật của mình, cái tâm thể thanh tịnh mình được an và được nhàn. Đầu tiên trong khi mình sống với chân tâm hiện tiền. Có nghĩa là thấy biết, trước nhất là không dính mắc, thứ hai là không phân biệt, và thứ ba là không vọng tưởng. Gọi là ba không. Không dính mắc là vô trụ, không phân biệt là vô niệm, và thứ ba là không vọng tưởng là vô tướng. Đã mấy người đệ ghi cái thần chú này, để khi nào tâm mình thấy rối loạn thì mình dòm lại để mình lấy thần chú mình điều phục nó. Thấy đang dính mắc nè thì mình liền buông, đang phân biệt này mình liền dừng, và đang vọng tưởng nè liền biết không theo. Cho nên nửa ngày rồi, chữ rồi này là cái âm xưa, rồi này có nghĩa là rỗi rảnh. Nửa ngày rỗi rảnh, tự tại thân tâm. Giữa chốn triều đình mà Thái Thượng Hoàng đã có đủ cái đạo lực của một người xuất gia làm chủ được tâm, chứ không để cho phiền não sân si rối bời. Và chúng ta cũng nhớ một cái bài thơ rất là thi vị của đời trần. Ngàn sông có nước, ngàn trăng hiện, muôn dặm không mây, muôn dặm trời. Trên thế gian này có rất nhiều con sông, và những con sông đó nếu mà đều có nước thì trăng đều hiện. Mấy người để thấy hình ảnh đó không? Trăng đều hiện. Chứ có khi nào một dòng sông đến nói
cái dòng sông của tôi trăng đang hiện thì làm sao dòng sông của huynh có trăng được? Thưa đại chúng, có trăng được không? Vẫn có trăng. Nếu tâm chúng ta tất cả đều tĩnh lặng thì Phật đều hiện tiền. Đà. Còn nếu tâm chúng ta mà dao động thì giống như mặt nước dao động, trăng có hiện một cách tròn trọn vẹn không? Không. Ngày xưa khi còn nhỏ, nhà chúng tôi khi đi học phải qua sông Sài Gòn. Và nhớ từ năm 1950 mấy, thì cái dòng sông đó mỗi buổi tối khi mà đến trăng rằm, chúng ta thấy được những hình ảnh rất là dễ thương của quê hương. À, có một dạo khoảng trước năm 1950, qua sông phải chèo đò, chưa có gọi là chưa có phà. Thì khi chèo đò như vậy thì đêm trăng, quý vị thấy cái dòng ánh trăng ở trên là tròn, nhưng mà xuống dòng nước nếu mà bị dao động thì có còn mặt trăng tròn không? Không. Dòng nước lai thì cái bóng trăng nó trở thành một cái vệt sáng, chứ nó không có cái vòng tròn như là mặt trăng thật. Thì điều đó khiến cho chúng ta cũng dễ nhìn lại tâm mình. Trong cuộc sống, khi mà đối cảnh, mình thường nhận cái tướng hư vọng của cảnh vật. Chứ nếu cái người mà tâm thanh tịnh thì ngay khi cảnh cũng là cảnh chân thật của chân tâm, thì tâm người đó hoàn toàn lặng lẽ bất động. Nhưng mình nhận cảnh bằng cái tâm hư vọng, cho nên cảnh bị dao động và được thể hiện bởi cái nghiệp của mình. Cho nên nếu mình hay sân thì gặp cảnh là mình sân. Còn mình hay ái, quy luyến ái thì mình gặp cảnh nó biến làm sao cái mình cũng thấy thương. À, nhưng mà cái anh mà sân nhiều thì gặp cảnh thì cũng dễ nổi cơn. Đó, thì chúng ta hiểu từ cái nghiệp của mình mà mình đối cảnh khác nhau. Nhưng bậc giác ngộ thì cảnh như như. Đó. Cho nên nếu giờ này chúng ta tu, cái tâm của chúng ta như một dòng sông tĩnh lặng, thì cái vầng trăng tròn sáng sẽ hiện trọn vẹn ở trong tâm. Phật thanh tịnh trùm khắp sẽ có ngay nơi tâm thanh tịnh này. Muôn dặm không mây, muôn dặm trời, thường thường nhìn lên hư không. Nếu mà một hôm trời đầy mây hết thì mình có thấy được bầu trời xanh không? Mình nhìn, mình chỉ thấy mây, có khi là mây trắng, có khi là mây đen của một cái thời gian chuyển mưa chẳng hạn, sấm sét, thì cái bầu trời trong lặng mình không thấy. Thì thưa đại chúng, khi mà muôn dặm không mây thì mới có cái bầu trời xanh hiện rõ ràng. Tâm mình lúc nào cũng hoặc là sân, hoặc là ái, thì không bao giờ chân tâm có thể hiển lộ trọn vẹn. Đó, thì chúc đại chúng biết cái điều này là một phương pháp tu rất là thực tế, thì chúng ta phải tu.